Hôm nay đọc một cái bài báo có cái ý kiến là vừa ra trường gánh món nợ 3 tỷ. Sự tự nhiên là tôi nhớ lại những cái thời gian cách đây 20 năm, cũng như là một số các câu hỏi mà học trò của tôi hỏi là làm thế nào để trả nợ món tỷ ba nợ 3 tỷ đồng. Đó. Thì cái tip của cái bài này là làm thế nào để trả nợ 3 tỷ đồng, thì chúng ta cũng xem xét như là một cái cách để mà chúng ta tham khảo, cũng như là đưa ra các cái giải pháp để mọi người cho cái ý kiến comment, đúng không? Trước đây thì có rất nhiều người nói rằng là phải đi vay tiền để kinh doanh, sau đó trả nợ sau, khoanh nợ, rất nhiều các ý tưởng, cũng như là có nhiều người cái ý kiến vui cũng là đánh lô 1 tỷ, đúng không, để nhận được kết quả là chiến thắng, là nhận được 4 tỷ, đúng không? Thế thì cũng có rất nhiều cái mà chúng ta xem xét thấy rất là nguy hiểm và đọc để chúng ta có thể sửa hoặc là chúng ta tránh được. Khi mà chúng ta nhận được một cái video này để chúng ta tham khảo, thì chúng ta có điều gì cần chúng ta cũng có thể comment để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Trước khi nói đến nợ thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề đầu tư, mà đầu tư là chúng ta thua lỗ là hoàn toàn có thể xảy ra nhé. Những người làm bất động sản, tại sao chúng ta cứ nhìn vào những cái người thành công của bất động sản nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy cái thất bại? Chúng ta nhìn vào những cái cậu ấm cô chiêu có được cái gia sản rất là khủng nhưng mà chúng ta chưa nhìn được cái vấn đề phá sản nó khủng khiếp thế nào. Tức là đang có một cuộc sống sang chảnh mà phá sản là bay hết tài sản, ngân hàng lấy hết chứ không phải là cái việc còn lại một phần. Thế sau bao nhiêu năm nói về đầu tư, nói về cái cách vận hành đầu tư rồi chiến đấu với đầu tư, thì chúng ta cũng nên xem xét ở các khía cạnh nợ như thế này. Thì tôi cũng có trả lời rất nhiều các cái bài về nợ, thì chúng ta xem xét cái bài ngày hôm nay như sau. À, còn một cái việc là nếu trong trường hợp mà chúng ta cần một cái giải pháp thì cũng có thể liên lạc với No Loss, một trong những cái giải pháp không thua lỗ, để chúng ta có thể giao lưu, học hỏi và tính toán. Chúng ta xem xét cái bài báo này sau. Vừa ra trường gánh món nợ 3 tỷ đồng, đúng không? Ngày cầm tấm bằng đại học tôi hoang mang khi ba tâm sự gia đình đang gánh khoản nợ 3 tỷ, đúng không? Ba tâm sự và con lúc đấy là khoảng độ 22 tuổi là ra trường, đúng không? 22 trường và nợ ra trường 22 tuổi. Ba thì lúc đấy mà trên 40 rồi, đúng không? Việc làm có thể nó khó khăn, hoặc ba 50 cái việc kiếm tiền nó sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ xem xét cái việc nhìn nhận cái vấn đề nợ 3 tỷ là ra sao. Lúc cầm bằng đại học là lúc tôi khá hoang mang, tâm trạng không hiểu vì sao tự nhiên gánh khoản nợ 3 tỷ, thêm khoản trả lãi ngân hàng khoảng 20 đến 30 triệu. Nếu bán căn nhà cũng chỉ được 1,5 tỷ, vẫn không đủ để trả hết nợ. Đúng không? Đó. Ngồi tính toán lại thì cũng may bố mẹ tôi cũng có thu nhập nên có thể cầm chừng khoản lãi. Còn tôi hy vọng kiếm tiền là trả nợ gốc. Đây là ông này còn rất may mắn là bố mẹ còn có thu nhập. Thế thì trong quá trình làm ăn có rất nhiều người bị lừa, không không còn thu nhập. Thậm chí lừa đến mức độ là không có cách để mà trả nợ, xiết nhà luôn. Đó. Rồi có những người trả nợ thay bạn bè, hoặc là cắm nhà để trả nợ thay, sau đó ông kia ông bùng mất chẳng hạn như thế. Cho nên nó rất nhiều cái yếu tố mà đẩy mình vào cái khoản nợ. Có người nợ 100, 200, 300, ức ói máu. Có những người nợ thì nợ tiền tỷ rất là khủng khiếp. Và vậy là rơi vào cái tình trạng phá sản nếu chúng ta không 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 hiểu được các cái bản chất của vấn đề, hay là khoanh nợ được thì chúng ta rất khó mà thoát ra. Ở đây cái bài này nó sẽ link đến dùng cả tuổi thanh xuân để trả nợ cho người thân, cũng là một cái rất là hay, chúng ta cũng có thể xem ấn vào đây. Có những khoản nợ thật đáng sợ, tuổi xuân của tôi đang chết dần chết mòn vì trả nợ cho người thân. Bao nhiêu cố gắng tiết kiệm tiêu từng đồng nhưng trả nợ vẫn phải vay mượn, cứ nhận là trả hàng chục triệu. Tôi cũng rất buồn mà không biết làm sao. Nó là những cái mà chúng ta cần phải học để chúng ta xem. Và những cái comment ở dưới là thật là tuyệt vời để chúng ta thay đổi bản thân của mình. Những người mà chúng ta đang làm ăn hay là chúng ta đang có những khoản nợ nó để chúng ta có thể thoát ra.
Rồi cha mẹ bán đất cứu anh trai vay nặng lãi rất nhiều. Đó. Có bạn gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, yêu nhau từ năm đầu đại học. Sau khi bạn gái tốt nghiệp, bố mẹ tôi tâm sự hết hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Được đồng thuận thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. Đó. Vì cô ấy qua Hàn Quốc cùng với tôi, đó, đi kiếm ăn để trả nợ. Nghe đến khoản nợ vài tỷ thì các bạn đã hiểu cảm giác rồi, đó, ai cũng sợ. Nai lưng trả nợ vì vay tiền cho người nhà, đúng không? Đây là những cái bài rất là khủng khiếp, chúng ta đọc rất là sợ. Và cái giải pháp mà người ta cố vấn như này, tôi là mà là ba mẹ bạn là tôi bán luôn là để trả dứt món nợ, đỡ làm gánh nặng cho con cái cả đời người đấy, không phải chuyện đùa. Ở thuê đâu có sao, sau này công việc bạn đạt thì mua nhà cũng không mất đến 30 năm, chúc bạn sớm qua cơn hoạn nạn. Đôi khi đọc những bài như thế này mình như tiếp thêm động lực mà cố gắng phấn đấu trong cuộc sống. Nó chào Thăng, cảm ơn vì bài viết. Theo mình hiểu thì thấy rằng bài viết có 2 điều quan trọng nhất bạn đã làm được. Tuy gia đình bạn có một khoản nợ vì gia đình bạn phải kiếm tiền để trả nó, nhưng xuyên suốt bạn bài mình thấy bạn không bị khoản nợ này làm cho bế tắc hoang mang quá nhiều. Bạn có kế hoạch trả nợ rõ ràng và thực sự nỗ lực đáng quý. Đó. Bạn luôn giải quyết những vấn đề bằng cả tấm lòng mình. Đó. Tại hạ bái phục, cố lên em. Đúng không? Chúc mừng bạn đã ổn định, bạn quá may mắn rồi. Hãy cảm ơn cuộc đời vì điều đó. Khi không ai gánh nợ một nửa, thưa 1,5 tỷ cho do ba mẹ chơi chứng khoán dù mới ra trường. Nếu khoản nợ do học phí sinh hoạt thì không nói, đời người có bao nhiêu cái 10 năm. Đó, 10 năm đã cày cuốc trả nợ, giờ thêm 8 năm mới xong. Đó. Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không thấy một cái giải pháp nào cho bạn này. Đó. Cái giải pháp. Và hôm nay tôi muốn bàn đến vấn đề giải pháp cho chúng ta. Thứ nhất, cái quan điểm nợ 3 tỷ chúng ta phải lấy giấy bút ra để chúng ta ghi ghi lại, đúng không? Quan điểm nợ 3 tỷ, số tiền này có lớn hay không? Xin thưa rằng rất lớn. Nhưng ngược lại có những người làm ăn tốt thì người ta cũng không thấy lớn, đúng không? Và cái khoản nợ 3 tỷ này chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chúng ta hiểu được? Nếu trong trường hợp chúng ta là một người tay không mà đúng không có trình độ gì, chúng ta nợ 3 tỷ là quá khủng khiếp. Thứ hai, nếu con người đang làm ăn mà nợ 3 tỷ đúng không, người ta biết được tầm của người ta như thế nào, thì 3 tỷ trong cái vấn đề người ta đang làm một cái doanh nghiệp 10 tỷ hoặc 20 tỷ hoặc 100 tỷ thì sao 3 tỷ nó rất nhỏ thôi, đúng không? Thì ở dưới các cái bài này chúng ta không thấy một cái comment nói về giải pháp, thì chúng ta cần phải mổ xẻ thêm để chúng ta học được cái vấn đề này. Đó là 3 tỷ này, đúng không ạ? Dựa trên cái yếu tố thu nhập. À, bây giờ chúng ta chia ra. Đầu tiên chúng ta gắn với cái bản thân của chúng ta 3 tỷ hay là 5 tỷ hay 10 tỷ, nó dựa trên cái vấn đề công việc làm ăn của chúng ta có lớn hay không. Nó hoàn toàn khác với cái việc bây giờ một bạn sinh viên ra trường không có trình độ và kinh nghiệm, nó mới có bằng thôi, đúng không? Chưa có kinh nghiệm thì chắc chắn là chúng ta sẽ hoang mang. Chúng ta cần phải có được cái cách để chúng ta làm, tránh trường hợp dục tốc bất đạt. Đấy. Thứ hai, chúng ta phải biết được cái người có mong muốn thu nhập 1 tỷ một tháng thì người ta làm gì. Đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đầu tư Bitcoin hay là như thế nào đó, chúng ta mới biết được thu nhập của 1 tỷ một tháng, giấc mơ 1 tỷ một tháng chúng ta như thế nào. Rồi, thứ hai, thu nhập của chúng ta 100 triệu một tháng thì như thế nào? Chúng ta làm thu nhập 10 triệu trên tháng thì chúng ta sẽ như thế nào, đúng không ạ? À, đây là yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể xem xét được các cái mốc thu nhập mà chúng ta ghi ra. Giả sử chúng ta có thu nhập 1 tỷ một tháng để phấn đấu, đúng không ạ? Tức là công việc của chúng ta phải áp vào 1 tỷ một tháng là như thế nào? Căng thẳng ra sao? Có một hệ thống bán hàng ra sao? Có một cái vấn đề về công ty hay là nhân lực ra sao, đúng không ạ? Các vấn đề về lãi suất ra sao? Thứ hai, có 1 tỷ một tháng, đúng không ạ? À, chúng ta phải gắn với cái công việc của chúng ta. Nếu chúng ta làm tốt, vận hành tốt cái doanh nghiệp của chúng ta hay là bản thân của chúng ta, tức là 10% thì chúng ta phải có vốn 10 tỷ, tức là 10% một tháng, để chúng ta đạt được cái lợi nhuận như vậy. Quay trở lại con số thực tế hơn, tức là 100 triệu một tháng, tức là chúng ta phải vận hành một cái công việc của 1 tỷ một tháng, tức là một năm chúng ta sẽ có được 1 tỷ. Đó. Vậy nợ của chúng ta là 3 tỷ, chúng ta phải dành được 3 năm. Đó, chúng ta phân bổ ra. Với điều kiện một cái khả năng đó là cái doanh nghiệp của chúng ta vận hành tốt, đúng không? Quay trở lại thực tế tốt tiếp tiếp theo, đó là chúng ta có thu nhập 100 triệu một tháng.
100 triệu một tháng thì một năm là 1 tỷ, coi như là 1 tỷ, 1 tỷ 2 chúng ta nói trừ chi phí đi, tất cả mọi cái chúng ta còn 1 tỷ, đúng không ạ? Vậy phải 3 năm. Chúng ta giảm tải tiếp, đó là 50 triệu trên tháng. 50 triệu trên tháng, đúng không ạ? Hay 100 triệu trên một tháng, hay là 1 tỷ trên một tháng. Chúng ta có được cái suy nghĩ của 50 triệu một tháng. Vậy 51 triệu một tháng này liệt kê ra đó là những công việc gì? Giảm tiếp là chia năm đi là 10 triệu một tháng và chúng ta sẽ có được công việc gì? Công việc của 10 triệu một tháng là những công việc gì? Đó, bây giờ chúng ta phải liệt kê ra đấy. Rồi, yếu tố thứ hai. Bao nhiêu tiền để vận hành ra yếu tố số 2 nhé. Yếu tố số 2 là bao nhiêu tiền để vận hành ra 50 triệu một tháng. Tôi giả sử vấn đề của chúng ta là làm được 10% lãi, tức là 500 triệu trong một tháng, thì chúng ta sẽ lãi 10%, tức là 50 triệu một tháng. Và chúng ta xoay quanh cái vấn đề này thì chúng ta phải vận hành cái hệ thống đầu tư của chúng ta là 500 triệu để chúng ta đạt được 10%. Các vấn đề lãi, các vấn đề về trả mặt bằng, rồi tất cả mọi cái thì chúng ta vận hành ở cái mốc 500 triệu. Và nếu chúng ta làm giỏi hơn thì chúng ta vận hành ở mốc 1 tỷ, tức là 10% một tháng là được 100 triệu một tháng. Đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu đến so sánh. Để 50 triệu một tháng, cái việc ứng với lại số lượng hàng bán ra hoặc khả năng kiếm lợi từ cái thị trường mà chúng ta đổ tiền vào và cái vấn đề rủi ro của chúng ta thì chúng ta phải làm như thế nào? Giả sử chúng ta bán 1.000 đôi giày hay là 100 đôi giày hay là 50 đôi giày, chúng ta tùy vào cái việc lợi nhuận của chúng ta mà chúng ta chia ra được cái quy mô hay là tăng số lượng hay là đổ tiền vào quảng cáo hay là đổ tiền vào xây dựng cái mối quan hệ cũng như là xây dựng các hệ thống cộng tác viên, thì chúng ta mới biết được là vận hành giữa cái việc 500 triệu tiền vốn để ra 10% lợi nhuận là 50 triệu. Thì đấy là cái mà chúng ta phải có được cái xử lý. Thì từ đó chúng ta mới biết được là khối lượng chúng ta tiền là chúng ta đổ vào để hưởng lợi nhuận ra sao. Và sau đó chúng ta mới cân đối được khoảng thời gian. Có những người nói là tôi muốn một tuần nữa phải trả được nợ. Không có chuyện đó, mà chúng ta phải phân bổ thời gian. Ngay cả bản thân tôi cũng như là học trò cũng có rất nhiều các cái mối. Người ta nói rằng là phải đổ tiền như thế này để kiếm được lợi nhuận như này. Nhưng mà thực ra mà nói là gì ạ? Nó rất ảo và nó không thực tế. Do vậy chúng ta buộc phải xem xét. Rồi, yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba mà mình nhắc đến đó là quản trị rủi ro. Và dừng lại. Có hai cái yếu tố ở trong cái quản trị rủi ro và dừng lại này, nó có một cái là một là dùng tiền để đẻ ra tiền, hai là dùng sức để đẻ ra tiền. Nếu trong trường hợp vận hành 500 triệu ra được 50 triệu thì chúng ta phải vay một cái khoản tiền là 500 triệu và gia tăng sức nợ. Hai là dùng sức của chúng ta để chúng ta có thể ra được tiền. Sau đó là gì ạ? Chúng ta cân đối được cái việc là nhập hàng có chịu, hoặc là cộng tác viên, hoặc là đi làm một cái người môi giới để chúng ta có thể bán được. Ngoài cái liệt kê ở yếu tố số 1 đó là biết được công việc nào có được thu nhập 100 triệu một tháng, công việc nào có được thu nhập 15 triệu một tháng, công việc nào có được thu nhập 50 triệu một tháng, tức là gia tăng được quy mô. Giả sử chúng ta bán được rất nhiều hợp đồng bảo hiểm thì chúng ta cũng có thu nhập. Giả sử chúng ta bán được rất nhiều các cái bất động sản thì chúng ta có thu nhập. Mà thông thường một bất động sản chúng ta sẽ có 1-2%, thậm chí chúng ta sẽ gửi giá hoặc chúng ta sẽ có cách làm để chúng ta thu nhập, đúng không? Và ở cái video này tôi muốn đánh sâu vào các vấn đề trả nợ, các vấn đề về làm thế nào để chúng ta có thể thoát được nợ. Và trên đây là những cái gợi ý của tôi. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể tiếp cận với lại các đường link của video, sau đó là Zalo với chúng tôi, và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc với cái cách để trả nợ, và hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn để cho chúng ta có sự thực tế hơn và tránh bị rủi ro. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.